Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ review bánh trung thu sữa dừa bột trứng nha các bạn. Kinder các bạn, đây dạy này review nha, khui nha các bạn. Bắt đầu xé một xé dạy. Có gì đây các bạn, một gói thuốc ẩm và cái bánh đây cực kỳ ngon các bạn. Đây mình chụp hình chút nha, đây mình chụp hình tí, đây mình chụp hình tí. Tiếp tục các bạn, đây giờ mình khuyên các bạn ngon quá. Thôi bây giờ mình sẽ cắt ra làm tư. Để đây cắt luôn. Làm hai coi trong cái gì đó, dừa với trứng, dừa sữa trứng gì đó ngon kìa. Đây. Mình ăn một miếng thôi. Mình tư cho các bạn coi. Đây ăn thử các bạn. Trứng rất là ngon, béo, thơm. Mấy cái kinh dô rất là ngon các bạn, mềm. Mùi dừa, thơm sữa. Số 1. Ngon quá mà thấy đúng không? Ngon. Làm mấy mà mình là chăm em vô ngon bà. Món kinh đâu ngon thiệt. Mà nó thì nó biệt nha.